Xin biến chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp thực tế, em xin chia sẻ mẫu nhà vườn mái Nhật 3 tầng, phong cách tân cổ điển nhẹ. Đó. Trước màn hình quý vị đang nhìn thấy là cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 3 tầng, phong cách tân cổ điển nhẹ, có hai sảnh. Sảnh chính như quý vị khán giả và các bạn đang nhìn thấy. Có diện tích mặt tiền là 8 và chiều sâu nhân 14. Đó, có tầng bán âm. Mẫu này được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cuối năm 2021 và được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022. Mẫu này hiện tại là ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm nay em xin review lại cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem mẫu nhà thực tế. Đó. Ở tầng bán âm là chúng ta có một phòng ngủ, lối cầu thang, một nhà vệ sinh chung và không gian phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Đó. Ngôi nhà của chúng ta tuy không quá to nhưng không gian được tối ưu vay mượn, tạo cái độ thông thoáng cho ngôi nhà. Đó. Và có một cái cửa thoát hiểm mở ra cái sảnh phụ. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em tham quan và đi lên không gian tầng 2. Đó, trong không gian tầng 2, trong không gian cầu thang đều được mở những cái ô thoáng để đón gió, đón sáng cho cầu thang. Và bước lên không gian tầng 2, chúng ta có phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đó. Không gian này của chúng ta được vay mượn nhau, phòng khách kết hợp với phòng thờ. Và cũng là cái view, cái sảnh trước của ngôi nhà. Đó. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã và đang xem những cái chia sẻ của em. Nếu quý vị khán giả và các bạn thấy những cái chia sẻ của em hay hữu ích, hãy cho em xin một nút like, một nút chia sẻ video để nhiều bạn khán giả đang chuẩn bị làm nhà có những cái mẫu nhà thực tế tham khảo trước khi mình làm nhà. Em xin chân thành cảm ơn. Đó là không gian phòng khách kết hợp phòng thờ của chúng ta. Và về trong của ngôi nhà được thiết kế một nhà vệ sinh chung và hai phòng ngủ. Đó, phòng ngủ này có diện tích khoảng 18 m². Phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 này thì của chúng ta có diện tích khoảng 14 m², cộng với phòng ngủ ở dưới tầng bán âm là chúng ta đã có 3 phòng ngủ. Và tầng 2 này cũng được thiết kế một nhà vệ sinh chung đồng trục với tầng bán âm. Tiếp tục mời các bạn cùng em nên tham cái không gian tầng 3. Đó. Bước lên không gian tầng 3 này, chúng ta vẫn có phòng khách, phòng sinh hoạt chung của tầng 3. Đó. Không gian phòng khách, phòng sinh hoạt chung của chúng ta những lúc gia đình có công có việc. Và một cái sảnh, một cái dàn mưa nhìn về phía trước, sảnh chính của ngôi nhà. Và một phòng ngủ thứ 5, thứ 4, thứ 4, phòng ngủ thứ 4. Đó. Đều được mở những cái cửa sang nhìn sang cái sảnh phụ. Phòng và trên này, trên tầng 3 là chúng ta vẫn có một cái nhà vệ sinh chung thẳng trục với từ tầng bán âm lên. Đó. Và về trong thì chúng ta cũng được hai phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này có diện tích 14 m² và phòng ngủ bên cạnh đây. Con trai bác đóng cửa, em xin không quay. Cảm ơn các bạn đã xem những cái chia sẻ của em.